Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thuần cách nhanh nhất những cái chú như này nha các bạn. Cái mặt sẽ để nó xuống đất. Tập cho nó bay. Phải cắt cánh luôn các bạn. Đây, bây giờ bằng ngón tay của mình này. Nhất trung chỉ. Lệ. Thấy không? Lại lên tay này là một này. Đây là huấn luyện này, lên tay nhanh. Giúp các bạn mang thích mang đâu. Đây, tiếp tục. Đây cho nó lật. Được cắt cắn rồi ấy. Đây, như đồng chỉ. Lên tay. Thấy không? Để huấn luyện được như này cần một thời gian nha các bạn. Đây là huấn luyện nha các bạn. Huấn luyện truyền cần. Như này đây. Cho nó qua đây. Qua đây em. Như thường chị. Phi lên. Đấy. Các bạn phải huấn luyện nó, có thời gian chơi đùa với nó, tập luyện với nó thì mới được như thế này. Chứ đùng đùng mấy các bạn lâu ngày các bạn mà không chơi đùa với nó thì nó sẽ cắn mát mạn đấy các bạn. Đây này. Lên là không lên thôi. Làm quen môi trường lạ đây. Bỏ lên người, bỏ lên người, bỏ lên người rồi. Thôi, đây, clip về tới đây thôi nha bạn.